Vâng, em xin chào các bác và anh em. Hôm nay em lại lên sóng để quay và giới thiệu đến các bác là em vừa về thêm được mấy chiếc quản lý nguồn hàng bãi của Mỹ, phân khúc cao cấp nhất của quản lý nguồn trên thị trường hiện nay. Bây giờ em sẽ quay từ trước, trong và sau và lát nữa test cho các bác là thấy được cái giá trị mà mình bỏ ra, mình sở hữu những con quản lý nguồn này. Thì các bác đang sử dụng những bộ karaoke gia đình từ bình dân đến cao cấp đắt tiền hoặc là có đi làm sự kiện thì những chiếc quản lý nguồn này đóng vai trò cực kỳ quan trọng thứ nhất là nó tiện dụng thứ hai là nó an toàn bảo vệ thiết bị cũng như là chống giật chống chập chạp cháy nổ rất là tuyệt vời và đặc biệt con này nó có các cuộn lọc điện cho từng ổ cắm một này như linh kiện của nó toàn bộ là linh kiện xịn sò đắt tiền đây là phân khúc cao cấp nhất hiện đại nhất trên thị trường hiện nay Đấy. đen của những chiếc này là 2008 nhé các bác nhé Đều là 2008 Vừa rồi em đã bán cho các bác tổng khoảng 20 con Và các bác đánh giá cực kỳ cao Có những bác mua 3 con liền Và thấy nó tuyệt vời quá Lại mua tiếp 3 con nữa để lắp đặt vào cái 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 hình như là các bác dùng cái hệ thống phòng hát hay cái gì đó Bác mua liền lúc là trong vòng 1 tháng trước tháng sau là bác mua 6 con liền Bởi vì con này nó rất là tuyệt vời Thì cái mặt của nó này Nó là size 2U Đấy, và nó có một cái át bảo vệ hàng bãi 80A Át khủng các bác nhá Át của nó là 80A Thì cái cái át này nó có thể đáp ứng cho bác về điện năng à, Dùng cho một bộ sự kiện công suất lớn Nên con này nó đáp ứng cho bác là bác dùng từ gia đình đến sự kiện Và dòng này nó là dòng đưa ra phía sau là 18 ổ cắm Và các ổ cắm 100% là dây đồng xịn hết Và đặc biệt con này nó chạy được điện 110 này Điện 100, 110 và điện 220 bác cứ cắm một điện nào thì nó cho ra cái điện đó chuẩn luôn đây em đang cắm điện 220 thì các bác dùng các thiết bị điện 220 chuẩn đét luôn và con này nó bật công tắc này nó sẽ đóng lần lượt từ 1 đến 8 nó có 8 cái công tắc và 8 cái đèn báo phía trước thì tương ứng với từ 1 đến 16 ổ cắm phía sau có nhé đấy nó có màn hình báo dòng điện đấy, các bác nhìn không muốn dùng cửa nào các bác có thể tắt đi cứ mỗi cái nút công tắc ở phía trước này nó tương ứng với hai lỗ cắm ở phía sau các bác tắt bật bất kỳ cửa nào nhé Đấy các bác dùng này Khi các bác không dùng các bác tắt mỗi công tắc này Là toàn bộ hệ thống âm thanh của các bác được tắt đi Và nó không gây nổ loa Không gây ảnh hưởng chập chạp Và cái con át này là con át 80A Nó bảo vệ và chống giật cực kỳ tuyệt vời luôn tám ừ, 80A các bác nhé Chứ không phải là những con át mà 15, 20A Như cái dòng quản lý nguồn hàng của Trung Quốc đâu Mà bây giờ các bác mua những cái con hàng của Trung Quốc tử tế một tí Thì bây giờ nó tầm khoảng 2 triệu rồi thì không tội gì các bác không bỏ ra thêm một ít tiền nữa để các bác mua con này bởi vì cái đồ của trung quốc ấy, nó rất là mỏng mảnh nó cực kỳ là phòng phành nó chỉ hình dáng một chút thôi đấy là hàng hàng tương đối nhá hàng hàng gọi là hàng đẹp của trung quốc còn các bác mua những cái con mà nó có vài trăm nghìn thì nó không ra một cái gì cả nó không khác gì các bác mua một cái ổ cắm li hoa thông thường ngoài chợ nhưng cái con này là phân khúc cao cấp vì cái ruột gan của nó bác, bác nhìn em quay một em mở một con ra này em cho các bác quay luôn nhìn luôn cả cái ruột gan của nó thì bên trong của nó này Tất cả dòng điện nó đi qua một cái ống hộp này là để chống nhiễu điện và đi vào cái con át. Con át này con át 80A. 80A chống giật cực kỳ tốt và nó bảo vệ thiết bị khi có sự cố là nó nhảy át. Đấy và đi ra các cái công tắc bật tắt cho 16 ổ cắm phía sau. Và đây là phía bên trong thì nó gồm có 16 cuộn lọc nhiễu điện 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 cuộn lọc cho 16 ổ cắm riêng biệt và 10, các con dưa le ngắt đóng ngắt đó và đây là hệ thống cho các cái màn hình Đấy. và đây là phía đằng sau thì đây các bác nhìn nhá nó có 16 ổ 16 lỗ 16 lỗ đa năng các bác có thể dùng tất cả các dòng phích cắm to nhỏ vuông tròn dẹt đều dùng được hết Đấy, và con này nó có một cái đường link một cái đường link sang một hệ thống quản lý nguồn khác hoặc là một dàn âm thanh khác. 16 lỗ các bác nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10, 12, 14, 16. 16 lỗ. Đấy. Thích hợp cho các bác dùng từ gia đình đến sự kiện. Có nghĩa bác dùng bao nhiêu cũng cũng đáp ứng cho các bác. Có màn hình. Đấy. và 16 cuộn lọc điện cho từng ổ. Con này thì nó rất là chất. Nó đắt những sắt ra miếng và một cái điều tuyệt vời nữa là hiện nay trên thị trường 99% là các quản lý nguồn chỉ chạy được điện 220. Còn một số ít nữa có thể chạy được điện 100 hay 110 nhưng không có nào đa tài và đa năng như con này. Là ở chỗ là các bác cắm điện 220, màn hình báo điện 220, chuẩn luôn điện 220 cho các bác sử dụng các thiết bị điện 220. Còn nếu bác nào dùng điện 100 thì đây em rút cái phích cắm này. Em dùng qua cục chuyển đổi nguồn điện 100. Đây là điện 100. Cắm ổ điện 100 các bác nhìn nhá. Đây em cắm này, cắm điện 100, màn hình nó báo này. Điện 100. Là đằng sau các bác dùng chuẩn điện 100 cho các thiết bị của Nhật Bản. Điện 100. Các bác nhá, đây là bật rơ le này. Cứ đóng bật lên đóng rơ le. Đấy, đóng rơ le là hoàn thành nhiệm vụ của con này, đạt chuẩn điện phía sau là 100 cho bác. Rất là tuyệt vời. Đó. Đây là điện 100 các bác nhá. Nó quá tuyệt vời luôn, không có một con nào trên thị trường nó hiện đại như con này mà nó đảm bảo được cái 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 nhiệm vụ của nó xuất sắc đến như con này tắt đi này. và em sẽ tắt, em tắt đi xong rồi em chuyển sang cái điện 110 cho bác là các bác dùng điện 110 Đấy, bác nào dùng điện 110 đó nhá Bây giờ em rút cái phích này này màn hình vẫn 100 em rút sang em cắm sang đây là điện 100 này. 110 này đây cắm sang đây điện 110 cắm sang đây điện 110 nó lên 110 nhá có gì này màn hình 110 đó 110 đây là đang điện 110 các bác dùng chuẩn điện 110 Đấy, các thiết bị nào mà ví dụ thường thường là sản phẩm điện của Mỹ là các bác dùng sang điện 110 là phía đằng sau 16 ổ phía đằng sau đạt chuẩn điện 110 rất là tuyệt vời Đấy, ngoài ra có nhìn em lại rổ sang điện 220 này. cắm sang điện 220 này. Đó, nó lại lên điện 220 nhé ừ, 220 các bác nhìn nhỉ? nó quá tuyệt vời luôn quá tuyệt vời luôn đây rổ là sang điện tiếp điện 100 này ổ cắm sang điện 100 điện sang điện 100 các bác cứ bật lên nó đóng rơ le là xong nhiệm vụ là các bác sử dụng bình thường điện 100 Đấy, em tắt đi nhá tắt đi để test tiếp cho cái điện 110 Đấy, bởi vì nãy điện 110 em quên em chưa bật tử cho bác rơ le xong rút sang ổ cắm xong ổ điện 110 này. Các nhìn nhá. để màn hình báo này, 110 nhá. Bật lên này, là các bác làm việc cắm điện sử dụng điện 110 nó quá hoàn hảo luôn. Có nghĩa là trên thị trường không có một con nào nó nó hoàn hảo như con này. Đó các bác nhìn thấy tuyệt vời không? 16 ổ cắm và 16 cuộn lọc điện cho từng ổ và đặc biệt là cái ổ cắm của loại này nhá là là ổ cắm đa năng và bên trong nó toàn bộ là bằng đồng. Nên nó cực kỳ chắc chắn và bền bỉ. Vì... Các bác nhá. nên là các bác mua cái hàng chủ của Trung Quốc bây giờ ấy, hàng mới của Trung Quốc ấy, bây giờ nó tầm con đẹp nó tầm khoảng 2 triệu nhưng cái đồ của nó bên trong nó cực kỳ phong phanh các cái chân cắm của nó đều bằng sắt và nó cái lá sắt rất là mỏng và nhiều con nó chỉ có một cái cuộn điện lọc điện nhỏ nhỏ cho cá một cái quản lý nguồn đấy còn những cái hàng mà trôi nổi rẻ tiền vài trăm nghìn thì nó lại không bàn cãi lần gì cả nhưng con này nó thuộc hệ phân khúc cao cấp và nó hiện đại các bạn nhìn cái ống luồn dây này để chống nhiễu này nó đã đi và nó quan tâm từ đầu tiên vào xong qua vào cái át này xong đi vào hệ thống bên trong ừ, rất là đỉnh luôn ở đây nó có cổng USB các bác có thể ví dụ bác nào làm sự kiện thì cắm cái đèn USB vào đây đèn để các bác lấy điện ánh sáng các bác dùng trong cái bộ sự kiện của các bác đấy nó quá tuyệt vời luôn quá hoàn hảo luôn cắm điện 220 đưa ra cho các bác dùng điện 220 chuẩn cắm điện 100 đưa ra cho các bác dùng điện 100 chuẩn và cắm điện 110 đưa ra cổng điện 110 chuẩn như các bác luôn nó là điều tuyệt vời đấy quá đỉnh luôn đấy, ví dụ con này con áp này Đấy, em ví dụ con át này mà nó có vấn đề sĩ cố nhảy phạch phát xong ví dụ các bác chạm và giật tung nhảy phạch phát xong bảo vệ cực kỳ tốt Đó. các bác có nhu cầu liên hệ với em để sử dụng những con quản lý nguồn 2008 đây là bản cao cấp nhất trên thị trường hiện nay em đã tiếp xúc nhiều con quản lý nguồn kể cả những con quản lý nguồn đắt tiền nhưng không con nào hoàn hảo bằng con này nó chuẩn luôn cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video